Xin kính chào quý vị và các bạn. thưa quý vị, các hình thế gây mưa sẽ hoạt động yếu dần cho đêm nay và ngày mai, ngày 16 tháng 6. khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to và thời gian mưa chủ yếu là vào lúc chiều tối và đêm. còn ban ngày thì có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở mức là 31 đến 34 độ vào lúc trưa chiều. tại khu vực trung bộ thì ngày mai cũng như là dịp cuối tuần, dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến khu vực ninh thuận bình thuận sẽ có nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là 34 đến 37 độ, có nơi là trên mức 37 độ ở vùng núi phía Tây. Chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa rào và rông vài nơi. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, người dân cần chú ý đề phòng để đảm bảo an toàn về người và tài sản ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên trời có nắng gián đoạn vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Sau đó đến chiều tối thì những cơn mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi, cục bộ có mưa to và rông mạnh. Trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông ở phía Bắc, sau không mưa, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km với gió nam tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km với gió nam tây nam ở mức cấp 4 cấp 5. Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều không vượt quá mức là 32 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, tại đây sẽ có mây, có lúc có mưa rào và rông, ban ngày thì có nắng với nhiệt độ ngày đêm trong khoảng là từ 24 đến 34 độ.